quyết tâm đoạt chiếc cúp Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Danira Safina đã trở nên khả quan hơn khi cô đánh bại Anna Lena Gonefeld của Đức ở vòng 4 giải Mỹ mở rộng vào hôm qua. Hạt giống số 6 người Nga thắng 2 set liên tiếp 7-5-6-0. Đối thủ của Safina ở tứ kết sẽ là hạt giống số 16 Fabia Panetta người Italia. Panetta dễ dàng vượt qua hạt giống số 32 Amélie Mauresmo người Pháp cũng bằng 2 set liên tiếp 6-3-6-0. Ở bán nam, hạt giống số 1 Rafael Nadal gặp Sam Querrey của nước chủ nhà. Nadal thắng nhẹ nhàng 6-2 ở set thứ nhất nhưng lại bị áp lực ở set thứ hai. Ở set thứ ba và set thứ tư, Querrey đeo bám quyết liệt khiến Nadal phải vất vả mới hạ được đối phương. Với cú smash đầy uy lực này, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha thắng chung cuộc 6-2, 5-7, 7-6, 6-3. Trở lại bảng nữ, hạt giống số 7 Venus Williams từng hai lần vô địch giải này đã đè bẹp Agnieszka Radwańska của Ba Lan bằng 2 set 6-1, 6-3. Venus sẽ gặp em gái của mình là hạt giống số 4 Serena Williams ở tứ kết. Serena cũng từng hai lần vô địch loại Séverine Premont của Pháp sau 2 set 6-2, 6-2 chỉ trong 1 giờ. Hôm qua, hạt giống số 17 Juan Martín Del Potro người Argentina đã kết thúc cuộc phiêu lưu của đối thủ người Nhật Kei Nishikori. Del Potro thắng 6-3, 6-4, 6-3 trong trận đấu giữa hai tay vợt tuổi thiếu niên này. Trong khi đó, hạt giống số 6 người Anh Andy Murray cũng dễ dàng đánh bại hạt giống số 10 Stanislas Wawrinka người Thụy Sĩ bằng 3 set 6-1, 6-3, 6-3. Hôm nay, Australia đã phá kỷ lục Guinness về số người tham gia cuộc giải nước rút mang giày cao gót. Sự kiện này được tổ chức tại trung tâm Sydney với sự tham gia của 265 phụ nữ chạy nước rút bằng giày có gót cao từ 7 đến 8 tấc. Giải nhất $5,000 Australia về tay Brittany McGlone. Cô cũng là vận động viên chạy vượt rào 400m đã tham gia giải vô địch trẻ thế giới năm 2008 tại Ba Lan. Vài phụ nữ khác không may mắn như cô, họ bị té ngã trong lúc chạy và bị nhiều vết bầm. Chương trình Thế giới 24 giờ của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. LG Electronics Việt Nam hân hạnh tài trợ chương trình này. LGKF510, sự kỳ diệu của ánh sáng. Tự do sắp đặt, mặc sức sáng tạo, kéo và thả cả thế giới với điện thoại Samsung F480. Âm nhạc sống động, chụp ảnh chuyên nghiệp 5 megapixel. Rung phản hồi tinh tế, Samsung F480 khơi dậy mọi cảm hứng. Ngày đầu bỡ ngỡ, lần đầu say mê, trận đầu rực rỡ, chiến tích đầu rạng danh. Hãy giữ lại khoảnh khắc kỳ diệu của lần đầu trải nghiệm với máy quay Handycam của Sony. Máy quay Handycam của Sony được sử dụng tại Everest. Kem trắng da bạn đang dùng làm da bạn trắng bệch, thiếu sức sống. Tôi muốn gương mặt trắng hồng chứ không phải trắng bệch như tượng thế này. Sản phẩm mới Pons với đột phá lycopene và pro vitamin B3 nuôi dưỡng cho làn da trắng hồng rạng rỡ và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Bạn chọn trắng bệch hay trắng hồng? Tặng sữa rửa mặt khi mua kem dưỡng trắng da Pons, thêm hồng trên má, rung động tim ai. Bữa lúc lạnh không có em trong tay nên bị anh chưa phục vụ.